bộ trưởng nguyễn hồng diên cùng đoàn công tác bộ công thương vừa có buổi làm việc với tập đoàn điện lực việt nam evn và một số cơ quan đơn vị về dự án nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng Tại buổi làm việc, đại diện EVN cho biết, dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng với tổng quy mô công suất lắp đặt đạt 480 MW với hai tổ máy mới, tổng mức đầu tư trên 9.220 tỷ đồng, dự kiến tiến độ phát điện tổ máy 1 vào tháng 6 năm 2024, tổ máy 2 vào tháng 10 năm 2024. Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện, từ đó góp phần trực tiếp giảm chi phí sản xuất điện, cung cấp thêm cho hệ thống điện quốc gia khoảng 495 triệu kWh một năm ngày 10 tháng 1 năm 2021, dự án được khởi công nhưng sau đó đã phát hiện khối sạt phát triển ngoài biên hố móng nên việc thi công tạm dừng. Sau khi sạt trượt xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các cơ quan chức năng gồm Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cùng với EVN, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công đã họp bàn các giải pháp, thống nhất chỉ đạo của EVN và các bên liên quan xử lý sạt trượt, đảm bảo an toàn cho các hạng mục và công trình xung quanh. Đến nay đã hoàn thành công tác thi công tại hiện trường, khối sạt cơ bản đã được xử lý triệt để. Để đảm bảo an toàn cho khu vực hố móng nhà máy và khu vực sân để xe chân tượng đài bắc hồ. Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đề nghị các chuyên gia, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu đánh giá khách quan và đưa ra những giải pháp, kiến nghị cụ thể cho việc khắc phục sự cố sạt lở và an toàn công trình khi thi công. Đồng thời có cơ sở đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai thi công công trình nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng.